phát hiện siêu hố đen có khả năng nuốt chửng cả thiên hà. Các nhà thiên văn học vừa phát hiện một hố đen bên trong một thiên hà mới. Điều đặc biệt là hố đen này có kích thước lớn gấp 30 lần kích thước mà nó nên có. Trong khi thiên hà SAGE-0536-AZN có khối lượng gấp 25 tỷ lần mặt trời, thì riêng hố đen này đã có khối lượng 350 triệu lần mặt trời. Đó là một phát hiện chưa từng có trước đây, vì theo đánh giá của các nhà thiên văn học, thì một thiên hà 9 tỷ năm tuổi không thể có một hố đen có kích thước lớn như vậy. Hố đen này phát triển quá nhanh so với phần còn lại của thiên hà SAGE-0536-AZN. Qua những đánh giá ban đầu, các nhà khoa học cho biết hố đen này đang nuốt chửng các đám bụi khí và vật chất tại trung tâm của thiên hà với tốc độ đáng kinh ngạc. Chính vì hoạt động mạnh quá mức bình thường đã khiến cho khối lượng của hố đen này tăng lên nhanh chóng, tăng gấp 30 lần so với tốc độ phát triển của các hố đen khác. Tiến sĩ Jaco Van Loon đến từ Đại học Kehle, người đứng đầu dự án nghiên cứu này cho biết. Các thiên hà có khối lượng lớn, kèm theo các hố đen ở trung tâm cũng phải có khối lượng lớn. Tuy nhiên, hố đen này lại quá lớn so với cả thiên hà, đây thực sự là hiện tượng bất thường. Các nhà khoa học cũng phát hiện thấy hố đen này đang hoạt động rất mạnh do ánh sáng phát ra từ miệng của nó. Lực hút của hố đen kéo vật chất và các đám bụi khí với vận tốc rất lớn khiến cho chúng nóng lên và gây ra bức xạ. Do đó, theo nhận xét của các nhà khoa học, thì đây thực sự là một con quái vật. Không chỉ có kích thước lớn mà nó vẫn đang hoạt động rất mạnh để tiếp tục phát triển lớn hơn nữa. Điều này có thể khiến cho vật chất tại trung tâm thiên hà SAGE-0536-AZN bị hố đen này nuốt chửng hết. Hiện tại, các nhà khoa học vẫn đang theo dõi hoạt động của con quái vật này bằng kính viễn vọng Spitzer của NASA, với hy vọng tìm ra lời giải cho hiện tượng phát triển bất thường của nó. Trong khi đó, chúng ta có thể yên tâm vì với khoảng cách giữa thiên hà SAGE-0536-AZN và trái đất thì con quái vật vũ trụ này sẽ không thể đe dọa đến chúng ta. News, kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.